Thanh Mai xin mến chào quý vị trở lại với kênh Asian Media Network và trong chương trình Việt Lifestyle Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, bạn đi một thời gian thì chương trình của chúng tôi gián đoạn, một phần cũng là vì lý do là nhân sự. Thì như quý vị cũng đã biết là hôm nay quý vị nhìn thấy Jen trở lại với chương trình cùng với Thanh Mai. Thì em vắng bóng một thời gian tại vì mê World Cup quá thưa quý vị. Trận bánh, đá banh nào cũng có Jen tham gia hết. Và kỳ này thì như là Jen thắng lớn. Em thắng lớn chị, em nhưng mà em không thắng cái cup, em lại thắng trái banh. Anyway, lần đầu tiên Quỳnh Giao xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và rất hân hạnh được quay trở lại chương trình và cùng trò chuyện với quý vị, đem đến những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là trong dịp Tết này, quý vị có thể dùng những cái sản phẩm này để làm quà tặng gửi đến những cái người thân yêu của mình. Dạ vâng, thưa quý vị, chị em chúng tôi nói đùa cho vui thì quý vị cũng biết là một thời gian vừa qua thì Jen có baby, cho nên là bây giờ đang mang thai. Hiện giờ là mấy tháng rồi em? 7 tháng rưỡi rồi chị. 7 tháng, yeah. Mà người ta nói, thường người ta nói là gái một con trong ngòn con mắt. Đây là gái mà hai con mà chưa sắp sửa được hai con thôi mà quý vị thấy càng ngày càng đẹp ra. Hai con rồi thì sẽ khác. Chị không biết là bí quyết của em là như thế nào, nhưng mà chị thấy những người mà họ có bầu bì rồi người ta mệt mỏi rồi người ta giống như càng ngày càng cái da dẻ rồi cái body này nó khác. Mà chị thấy em hình như lại hồi xuân ra, thành ra chị cũng thấy em càng ngày càng đẹp ra mà có bầu chị. Nếu mà được như em chắc ai cũng muốn có bầu hết á. Cảm ơn chị Thanh Mai đã khen làm em cảm thấy rất là háo hức. Nếu mà chị khen là có bầu mà đẹp ra thì chắc là ai cũng muốn có bầu hoài. Đúng rồi. Để lúc nào cũng được đẹp, chỉ có điều là hơi mệt chút xíu thôi ạ. Tuy nhiên chị Mai hỏi về bí quyết thì giống như bao nhiêu lần Quỳnh Giao đều nói hết á, là em không có bí quyết gì ngoại trừ tất cả những cái gì mà em dùng hoặc là em quan tâm đến là điều tốt cho sức khỏe hết. Trong đó có những cái sản phẩm mà mình ăn hoặc là mình uống vào trong cơ thể. Thì đặc biệt ngày hôm nay là Quỳnh Giao cũng giống như là chị Thanh Mai lên đây, như các quý vị thấy là chúng ta đang có trên màn hình, đây là sản phẩm yến. Thì một trong những cái sản phẩm mà nó tốt cho mẹ bầu và trẻ em mà nó không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà nó còn làm tốt hơn nữa, đó chính là yến. Thì thật ra trong quá trình mang thai thì Quỳnh Giao cũng sử dụng cái sản phẩm này. Yến làm cho vừa đẹp da phải không em? Nhưng mà nó có những cái chất gì mà có giúp cho em bé được không? Dạ đúng rồi, thật ra trong yến thì có rất là nhiều thành phần tốt. Cái này là rất là nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu rồi và đã được truyền miệng từ ngàn xưa đến nay. Và cái phong tục mà xài yến thì cũng chỉ là những cái người mà ngày xưa gọi là trong cung đình này nọ, những cái người rất là khá giả thì họ mới sử dụng thôi. Thì như những lần trước Quỳnh Giao nói, sản phẩm yến bây giờ thì nó đã rất là đại trà trên thị trường và giá nó không quá đắt đỏ, ai cũng có thể sử dụng được. Thí dụ nhiều người có nhiều tiền thì chúng ta có thể sử dụng là everyday, ngày nào cũng được, không thì một tuần 2-3 lần hoặc là at least một tuần một lần thì cũng được. Nên là cái sản phẩm này nó rất là dễ, gọi là cái giá nó rất là dễ chịu cho mọi người sử dụng. Ngoài ra vì nó tốt nên là ai cũng kiếm nó để mà mua, để mà được đẹp, được khỏe hơn. Nó tốt và giống như nãy chị Mai có mention đó, thì ở trong đây nó có rất là nhiều những cái dược chất, đặc biệt là 18 loại acid amin và 31 nguyên tố vi lượng. Nó rất là giàu đạm và canxi. Protein cũng giống như là chất kẽm, chất sắt, thì nó rất là gọi là nó tốt cho đặc biệt là những cái người mới ốm dậy. Những cái người già, những cái người bị bệnh ung thư hoặc là những cái người mà đang trong quá trình điều trị phẫu thuật. Giống như Quỳnh Giao cũng đã nói là nó tốt cho mẹ bầu và trẻ em, nó làm cho da mình đẹp, chống lão hóa, tàn nhang vân vân. Nó còn giúp cho mình được cân bằng cái lượng chất béo trong cơ thể, nên là chúng ta sẽ không có bị mập, không có bị phát, và vân vân, có rất là nhiều những cái công dụng tốt khác nữa. Nếu mà khi quý vị đến gọi điện thoại đến mua hàng á, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có những cái người tư vấn rất là chi tiết và tận tình cho quý vị thêm nhiều cái công dụng cũng như là cách sử dụng của sản phẩm. Một câu hỏi chị muốn hỏi em là ở thị trường có rất là nhiều yến, sản phẩm yến, làm sao mình biết cái sản phẩm nào tốt và cái chất lượng của nó như thế nào? Cái này thật ra mà nói tốt hay không tốt, giả hoặc là thật, thì chỉ có người tiêu dùng thật sự thì họ mới hiểu được thôi. Tức là họ phải mua về họ sử dụng, chứ còn chúng ta nghe không thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được, không bao giờ có cái kinh nghiệm bản thân được. Khi mà chúng ta ở trên thị trường thì như quý vị biết là có rất là nhiều loại yến, đặc biệt là yến Việt Nam, yến Khánh Hòa của mình là nổi tiếng từ xưa đến nay ở trong nước rồi. Nhưng mà yến Việt Nam thì không có được nhập khẩu trực tiếp qua Mỹ theo một cái đường gọi là thương nghiệp, gọi là hợp pháp. Thường là chúng ta là đi hàng xách tay hoặc là somehow đi cái cách nào đó mà qua đây. Nếu mà lỡ bị bắt lại là sẽ bị throw away, tại vì
Maybe có thể là chưa được kiểm định hoặc là chưa được FDA của Hoa Kỳ cho phép. Nhưng mà đối với cái dòng yến khác song song tốt ở trên thị trường, như quý vị biết thì dạo này mình do nghĩ là quý vị nghe rất nhiều về cái từ yến đảo Indonesia. Thì hiện nay là bên gọi là Việt Lifestyle Home Shopping chúng ta thì có cái sản phẩm của yến đảo Indonesia. Thì lần trước cũng đã nói với quý vị rồi, nhưng mà lần này muốn nói rõ hơn một chút xíu về yến đảo Indonesia, in case là những cái trường hợp mà quý vị chưa có nghe đợt trước á, thì bây giờ mình nghe lại. Thì giống như em nói, yến Việt Nam và yến Indonesia thì mỗi loại nó có những cái công dụng, những cái tốt khác nhau. Mình không có thể nào nói là yến này tốt hơn hoặc yến kia tốt hơn, nhưng mà do mỗi cơ địa, cơ thể mỗi người sử dụng những cái sản phẩm nào đó nó phù hợp thì nó sẽ tốt. Chứ mình không có chê sản phẩm trong nước của Việt Nam, tại vì trong nước Việt Nam mình thì yến cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Tuy nhiên cái yến mà để nói là tốt nhất thì phải nói là yến thiên nhiên, chứ không phải là yến nuôi nha quý vị. Yến thì chúng ta có yến nuôi, rồi có hồng yến, huyết yến, có yến trắng, yến vàng vân vân. Nhưng mà yến nào thì là cũng tốt, chỉ có điều là phải là yến đảo thì sẽ tốt hơn, yến tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Dạ vâng, và cái điểm đặc biệt của cái loại yến này đó, chị biết là yến nó có nhiều cái grading khác nhau, nhưng cái này gọi là loại thượng hạng, loại top of the line, là nó tới 5 chữ A là nghe vậy. Đúng rồi, cái hồi mà lúc đầu có cái sản phẩm này về với đài của mình á, về với lại Việt Lifestyle Home Shopping á, thì Quỳnh Giang cũng đã nghiên cứu ở trên thị trường là có loại 2A, 3A, 4A và loại 5A là loại top. Nhưng mà trên thị trường ít thấy ai quảng cáo bán loại 5A lắm. Và loại này cũng của bên đài của chúng tôi đó là loại 5A, là loại top of the line. Nên quý vị mua là đảm bảo là cái yến là tốt nhất ở trên thị trường của dòng yến đảo Indonesia. Dạ vâng, và ngoài ra nó không những nó chỉ là top grade và 5 chữ A mà nó còn là yến tươi. Yến tươi mình phải bỏ trong tủ lạnh. Dạ, sẵn tiện thì mình dạ, em giải thích dạ, về dạ, yến tươi, yến khô. Dạ, em giải thích một chút xíu ở cái chỗ này là... Như quý vị biết, Indonesia là một trong những cái quốc gia mà có nhiều đảo nhất ở trên thế giới. Nên là những cái loài chim biển, những cái loài yến hay về đó tụ tập để mà sinh nở rồi tạo thành những cái tổ yến. Nhưng mà chính phủ Indonesia và người dân vì cái đạo của họ nên họ không có dùng yến nhiều. Tức là họ có không có văn hóa họ, họ không có văn hóa ăn yến như là những cái người quốc gia châu Á khác. Nên là cái việc mà chính phủ nó quá nhiều yến nên họ khuyến khích người dân khai thác. Họ khi mà họ khai thác thì cũng phải đi theo một cái quy trình chuẩn 100% chứ không phải là khai thác luôn tuồng. Nhưng mà chính vì yến đảo thì họ sẽ chim yến ở ngoài đảo thôi. Nó sẽ hấp thụ rất nhiều những cái tinh hoa của đất trời ngoài đó, ăn những cái đồ ăn thực phẩm thiên nhiên nhưng nó rất là tốt, chứ nó không phải là được gọi vào bờ để ăn những cái đồ ăn tạp chất ở bên trong bờ, cũng giống như là hít thở những cái khí hậu mà không gọi là bị ô nhiễm ở gần bờ. Nên là cái yến này nói về cái chất lượng thì chúng tôi đảm bảo 100% là chất lượng tốt. Và khi khai thác thì được bảo quản ở nhiệt độ hang động. Và yến tươi tức là cái tổ yến như thế nào, khai thác như thế đó, bảo quản như vậy ở nhiệt độ hang động, giống như là bỏ trong cái khu vực máy lạnh, tủ lạnh á, mà nó giữ được cái nhiệt độ của yến nên là nó sẽ tốt hơn so với những cái yến mà như quý vị thấy là yến khô. Yến khô thì làm sao tốt bằng yến tươi được, đúng không ạ? Vì yến khô đã được ngâm qua, được xử lý, được lấy lông, được này nọ vân vân và sau đó làm khô lại thì chắc chắn là những cái dược chất ở bên trong cái yến nó sẽ được giảm đi. Đồng thời cái yến của chúng tôi được cam kết là không phẩm màu và không có hóa chất, được bảo quản hoàn toàn 100% là tự nhiên. Dạ vâng. Có rất là nhiều người đã xài qua yến tươi này, chính Thanh Mai cũng đã xài qua, Bình Giao cũng xài qua. Và quý vị thấy da Bình Giao rất là đẹp đó. Mẹ của Thanh Mai ở nhà, ba mẹ Thanh Mai cũng dùng yến này hầu như là mỗi tháng. Ba Thanh Mai thì không bị thận đó, thành ra phải đi lọc thận đó, và mỗi lần đi lọc thận về là mẹ làm một chén yến cho ba và bà ăn. Những ai mà bị phổi á chị, có đàm hay này nọ vân vân, sức khỏe yếu kém, ăn cái này đảm bảo rất là tốt luôn, nó sẽ thanh lọc cái phổi của mình rất là nhiều nữa. Thì như Quỳnh Giao nói, công dụng thì rất nhiều, dược chất cũng rất nhiều, nguồn gốc thì đảm bảo. Thì lý do gì mà chúng ta không mua để sử dụng, đúng không ạ? Nhưng mà nhất là Tết đến mình làm món quà cho ba mẹ hoặc là ông bà hoặc đúng là người thân bè của mình, ý ban đêm yến tới để tặng cho những người thân quen hoặc là những người nào mà họ mới vừa bệnh mà sức khỏe quan trọng đó, thì mình tặng một cái hộp yến này rất ý nghĩa. Bây giờ em nói về giá cả, những em cái thấy tặng cái gì cũng tốt, cũng là món quà, nhưng mà tặng yến thì nó rất là ý nghĩa và rất là sang. Tại có ai mà đem đi tặng yến bây giờ mà yến thì mọi người nghe là biết đắt tiền nhưng mà nó lại tốt nữa, thì nó vừa ý nghĩa và nó vừa sang. Trong cái dịp Tết này thì bên đài của mình thì có
những cái promotion. Như quý vị thấy trên màn hình đây thì có những cái hộp từ loại 2 ounce, 4 ounce và 8 ounce. 2 ounce là hộp nhỏ, 4 ounce là cái hộp lớn hơn và 8 ounce là hộp tròn to. Thì lúc trước cái giá của cái hộp mà 4 ounce và 6 ounce thì là 375 và 675. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đang có chương trình promotion để cho các quý vị có thể dễ dàng mua trong dịp Tết để tặng cho bà con, họ hàng cũng như người thân. Thì cái hộp 2 ounce sẽ có giá là 165 đồng. Hộp 4 ounce sẽ là 325 và hộp 8 ounce sẽ là 650, 650. Thì trên tay Quỳnh Giao hiện nay có cầm một cái hộp yến 4 ounce, cái mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Mười mấy nhánh. Một hộp như vậy thì có 12 tay yến, mà tay yến rất to nha quý vị. Tay yến rất to. Nó cũng tùy thuộc, ví dụ nó cũng chênh lệch chút xíu, 12, 13, sometimes 14, có khi 11. Depend on cái chất lượng của cái tai yến. Như quý vị thấy, cái yến thì nó rất là cái màu tự nhiên và nó rất là dense, cái kiểu như là nó đặc á, nó không bị ngâm nở ra. Và có một cái bật mí nữa chị Mai, là khách hàng của em ăn, cũng giống như là bản thân em ăn, mà nhiều người ăn họ cũng nói là ồ, ăn vô là biết yến đảo liền. Nhưng mà biết sao? Nó có cái mùi vị gì hả? Em không biết, nhưng với kinh nghiệm ăn yến của em, khi ăn yến đảo và ăn một số loại yến khác, có thể là yến Việt Nam, có thể là yến nuôi ở chỗ nào đó, nhưng mà somehow em ăn á, thì em thấy cái yến này đặc biệt. Chị làm theo cái cách truyền thống là chưng với táo tàu kỵ tử hoặc là chưng đường phèn, và bây giờ thì người ta hay bỏ đông trùng hạ thảo hoặc là xăm. Nhân sâm Hoa Kỳ để kết hợp vào thì rất là tốt. Ngoài ra chúng ta có thể nấu cháo yến, làm chè yến này nọ vân vân thì cũng rất là ok. Nhưng mà vấn đề là khi mình ngâm cái này và mình nấu, đương nhiên là 30 phút thì nó sẽ giữ được dược chất, nhưng mà cái yến ăn lúc nào cũng giòn và ngon. Em thấy có nhiều người họ mua cái chân yến á, là để ăn cho nó sừng sực, nó không có bị ngán, thì nó mới là làm cho người ta tăng cái khẩu vị lên. Còn ăn cái yến thường, cái tai yến thì nó sẽ mềm. Nhưng mà chính vì cái yếu tố mềm đó thì mình hay nghi nó là đồ giả. Tại vì không phải yến mềm là giả nha quý vị, nhưng mà nó sẽ tạo điều kiện cho người ta làm giả rất là nhiều. Đó là người ta hay độn cái bún tàu vô. Và cái bún tàu quý vị nấu lâu chút xíu là nó sẽ bở ra. Đúng rồi, đặc biệt là những cái hàng trâu nổi trên thị trường. Tuy nhiên đối với yến đảo Indonesia, chị nấu như thế nào có lỡ tay quá lửa, tức là cái dược chất nó đã bớt rồi đó, nhưng mà có lỡ tay quá lửa chăng nữa thì ăn vẫn rất giòn và ngon. Ok, that's good to know. Dạ thưa quý vị, một lần nữa đây là những cái sản phẩm yến cho nhân dịp lễ Tết sắp tới, Tết Quý Mão. Quý vị làm quà tặng cho cha mẹ, ông bà, người thân. Và quý vị có thể gọi liên lạc đến đài, số điện thoại là 480-366-4880. Liên lạc cho báo cũng là Samsung number là 480-366-4880, hoặc là chat chúng tôi ở số là 480-213-5987. Chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm này cho quý vị. Quý vị có thể tới đài để chọn lựa, nhìn ngắm trước khi quý vị mua, hoặc là quý vị tin tưởng thì quý vị order online và chúng tôi ship đến tận nhà cho quý vị. Và một lần nữa, đây là sản phẩm yến Indonesia mà là yến tươi thượng hạng 5 chữ A. Lúc nãy em nói với chị Thanh Mai, lúc mà khuyến mãi giảm về giá rồi thì hiện tại chúng tôi cũng có gọi là tặng kèm thêm nhân sâm, mà đây là nhân sâm Hoa Kỳ, để quý vị có thể chưng cùng với yến. Khi mà quý vị chưng cùng với yến và nhân sâm thì cái mùi nó sẽ thơm hơn rất là nhiều, như bổ hơn nữa. Nó sẽ bổ hơn nữa, nên là quý vị nhanh tay vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện thoại vào website, cũng giống như là đến đài của chúng tôi, để mà có thể chọn lựa được những cái sản phẩm tốt nhất làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Thì nghe chị quên nói là ngoài cái dịp Tết ấy, em tặng cho cha mẹ, ông bà, nhưng mà cũng không quên tặng cho bà xã, vợ của mình. Nhất là bà xã đang mang bầu. Dịp lễ Valentine sắp tới, có bầu hay không có bầu, nhưng mà người phụ nữ lúc nào nếu mà được ông xã đem về một cái hộp yến tặng, cảm thấy rất wow, ảnh quan tâm tới mình, ngoài vấn đề sức khỏe còn có làm cho đẹp làn da thêm. Dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong rằng sẽ nhận được những cú điện thoại cũng như tin nhắn của quý vị về yến đảo Indonesia 5 chữ A. Dạ, xin kính chào quý vị.